Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại căn nhà đất Hồ Chí Minh. Mình sẽ tự giới thiệu, mình tên là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một căn nhà tại mặt tiền đường Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể nhìn thấy trên hình đây là trước mặt căn nhà này. Con đường Trường Sa và Hoàng Sa này nối từ trung tâm của quận Nhất đi về quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn này nằm ở quận Phú Nhuận, nối thông ra quận 3 và đường Lê Văn Sĩ nha các bạn. Con đường này thì mình sẽ thông ra đường Huỳnh Văn Bánh và Đặng Văn Ngữ, rồi đi xuống tí xíu nữa thì ra đường chợ Phạm Văn Hai. Vị trí đi lại thì rất là thuận tiện, nằm ngay trung tâm của quận Phú Nhuận. Các bạn có thể nhìn thấy hai bên hàng cây rất là mát mẻ. Khu này mình có thể vừa kinh doanh vừa ở, rất là phù hợp nha các bạn. Đây là mặt tiền trước của căn nhà này. Với diện tích bề ngang là 4m, chiều dài là 13m. Tổng diện tích công nhận là 50.7 m². Hiện trạng cấp 4. Đặc biệt căn nhà này rất là phù hợp cho những anh chị và các bạn nào mình vừa ở và mình vừa xây cho thuê. Tại vì mặt sau của căn nhà này có một con hẻm nữa, nên nếu mà mặt trước mình cho thuê rồi thì mình mặt sau mình sẽ đi lại mặt sau ở cửa sau rất là thuận tiện nha các bạn. Ở sau căn nhà này có một con hẻm thông ở phía sau. Mình cũng có thể làm lối thoát hiểm rất là phù hợp luôn. Cạnh bên phải thì có một con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ này là con hẻm nội bộ nha các bạn. Nên diện tích công nhận là đầy đủ, full hết 50.7 m². Các bạn có thể xây đủ 50.7 m². Các bạn có thể nhìn thấy căn nhà cạnh bên, hiện trạng đang xây một lẫn 3 lầu. Và xây hết diện tích luôn nha các bạn. Công nhận toàn bộ đầy đủ luôn. Vị trí đây thuận tiện cho các bạn, anh chị và các bạn nào mình làm ở quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận 3, quận Nhất, quận Tân Bình, quận Gò Vấp nha các bạn. Nằm ngay trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh nên đi lại rất là thuận tiện nha các bạn. Khu này các bạn có thể làm mở văn phòng, quán bar, nhà hàng, khách sạn và quán nhậu. Khu này rất là tấp nập luôn nha các bạn. Hiện tại căn nhà này đang rao bán với giá là 15 tỷ 2 vẫn còn thương lượng. Nếu anh chị và các bạn nào quan tâm xin vui lòng liên hệ số điện thoại của Nam 0901240289. Ngoài ra để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các bạn vui lòng nhấn đăng ký kênh, đồng thời nhấn vào nút chuông. Các bạn có thể tham quan website nhadất.hochiminh.com.vn để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.